Quý vị ơi, trong cái cuộc đời chúng ta đừng có bao giờ chúng ta sợ mình ngu. Mình sợ mình ngu mình sẽ ngu. Thấy ngồi suy nghĩ kỹ lắm. Mình mà sợ mình ngu mình sẽ ngu thiệt. Đó, giống như có một ông thầy, ông là ông gặp nhà Đức ông nói chuyện. Ông thầy này, ông thầy gọi là Du Tăng. Biết Du Tăng không? Du Tăng là không có địa điểm cố định. Du Tăng là không có vị trí ổn định, là nay chỗ này mai chỗ nọ. Thì ông đi chỗ này chỗ nọ nhiều quá, ông biết được nhiều thứ. Thì ông gặp Nhân Đức, ông nghe Nhân Đức giảng cũng phát. Rồi xong rồi ông lỡ ông gặp Nhân Đức, ông nói chuyện chơi. Ông kể cho Đức nghe câu chuyện, ông nói có một ông thầy này, ông cực kỳ thông minh. Cực kỳ thông minh luôn. Thông minh lắm. Mà ông mà không có ai mà qua mặt được ông. Thông minh dữ lắm. Rồi ông làm đủ chuyện, ông xây chùa chuyện quá trời. Xây chùa chuyện đồ nhiều lắm. Rồi có một người khác hỏi, từ đó giờ ông đi tu có ai mà qua mặt được ông không? Ông nói không, không có ai mà qua mặt được tôi. Rồi ông này ông nói như vậy đó, mà cả đời của ông tạo ra cái bao nhiêu thứ này rồi để làm gì vậy? Nói tôi tạo bao nhiêu thứ này rồi tôi chứ làm gì. Nói rồi khi ông mất đi, ông để là cho ai? Thì cho cái thằng nào mà có duyên. Nói vậy thì cuối cùng ông cực cả đời ông cũng để là cho nó thôi. Cần gì đi gạt, làm gì cho nó mệt đi. Đúng quý vị, không cần gạt cái gì chứ nghe. Bây giờ đời của con mình gì? Đứa con nào mà khôn á, đúng không? Đứa con nào mà khôn thì sao? Cha mẹ mình cực khổ lam lũ, kiếm tiền bạc vật chất. Bản thân mình làm con cứ lo đi học rồi mình cứ sống đàng hoàng đi, thì mai mốt họ cũng để là cho mình. Vì coi giữ đầu này cắt đầu kia, giấu đầu nọ, cuối cùng để là cho mình. Chứ mình đi bực bội khó chịu, có tiền xong đưa cho tôi này kia đồ tùm lum la chi, thì đưa trước hay đưa muộn, tại vì bản thân mình không có kiên nhẫn thôi. Tuy nhiên như bản thân mình kiên nhẫn thì cuối cùng thì cũng ngụm củ tỏi để cho mình chứ để cho ai. Công nhận quý vị. Nói vậy thấy hay không? Thì những Đức thấy trong cái cuộc đời này quý vị ơi, chúng ta khôn đầu này mà chúng ta bỏ đầu kia, nó rõ ràng quý vị thấy không? Nên trong cái cuộc đời này quý vị đừng có bao giờ sợ bản thân mình bị ngu. Nó mà chỉ sợ mình không biết cười. Không nói thiệt quý vị à, nếu như bản thân mình mà sợ mình bị ngu rồi bản thân mình không có cười, vậy đó là một sự thê thảm nhất của cuộc đời chúng ta. Vì không có nụ cười là không có mùa xuân. Đúng quý vị. Chúng ta mà người nào, chúng ta nói mình là người khôn, người thông minh mà mình không biết cười nghe quý vị, chúng ta sẽ ngu hơn cái thằng khùng. Tại vì cái thằng khùng nó cười tối ngày. Quý vị đi vô cái trại tâm thần đi, cái gì của thằng khùng nó cứ ngồi nó cười ngã nghiêng ngang ngửa. Mà người ta nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nói quý vị nghĩ đi nào, nếu như mình là người thông minh và trí tuệ, bản thân chúng ta vừa dễ tính vui vẻ, thì thật sự cái này mới gọi là trí tuệ. Đúng quý vị. Nó còn cái thằng mà khùng ngã nghiêng ngã ngửa cười kia, là quý vị biết rằng, quý vị biết vì sao mà cái thằng khùng mà nó cứ cười hoài không? Biết sao nó cười không? Hả? Cô không biết sao nó cười luôn. Tại vì sao? Vì chúng ta chưa có khùng.
Ta chưa khùng rồi bây giờ. Chưa khùng sao biết cái thằng khùng tại sao nó cự. Hiểu quý vị? Giống như có người hỏi tổ sư Đạt Ma, ông tu hành dữ dằn như vậy mà ông biết ông chết ông đi về đâu chứ? Thì tổ sư Đạt Ma ngài nói chưa biết. Trời ơi, ông tu dữ dằn vậy mà ông còn chưa biết ông đi về đâu hả? Nói gì tao chưa có chết. Chưa có chết mà sao tao biết tao đi về đâu mày? Chừng nào tao chết đi rồi tao đi về đâu tao nói cho mày nghe. Thấy chưa? Thì thấy trong Phật Pháp bị thấy nó, mình nói những cái câu mà nó đơn giản mà nó làm cho mình nó vui, nó nhẹ nhàng cái tâm mình sao? Nên bao nhiêu con người trong cuộc đời này cứ cho mình khôn mà cứ nặng nề đầu óc rồi không biết cười rồi khó chịu, bực bội, lu bu khó chịu tối ngày. Nếu mà nghĩ lại bản thân mình với cái người khùng người điên nó không có khác nhau chút nào quý vị. Cái người khùng người điên nó cười ngã nghiêng ngã ngửa, nó không biết cái giống gì là nó đang cười thì mới nói là nó khùng. Nhưng mà nó còn được hơn mình vì nó cười. Còn mình thì bận tâm đầu óc tối ngày mà mình cứ nhăn nheo cái mặt là sân si câu có. Mình thua nó có một cái là gì? Mình tạo nghiệp với nhiều người mà thêm cái nữa mình cũng không cười luôn. Không, phân tích chắc là kỹ nghe. Nó hai bên này nó đều là cảm thấy trong cuộc đời chúng ta đều có sở học, sở ngắm và sở nhìn. Để cuối cùng quay lại chính mình để mà khéo léo điều chỉnh. Tại vì cái pháp mà hiện hình tại thế này là cái pháp sống động nhất. Nếu biết áp dụng thì cái pháp này nó tuyệt lắm. Tuyệt vời lắm. Thấy không? Nó nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình á quý vị. Biết cười mà trong cái hiểu biết thông minh rồi giải thoát, quý vị là người hạnh phúc nhất trong cái cuộc đời này. Thấy không? Cười mà gọi là mình cười thật tâm. Cười mà gọi là cười mà nhẹ nhàng, thoải mái. Chứ không phải là cười mà cười gán gượng. Nó có những người ta khổ tâm mà ta cười đó quý vị. Có những người ta khổ tâm ta cười nữa đó. Có không? Có những người khổ tâm cười nữa. Thì nhớ kỹ ha. Nhưng người khổ tâm ta cười nữa đó quý vị ơi. Có những người ta phải xả dao người ta cười. Người ta xả dao người ta cười. Nên những đức mong quý vị á, lúc nào mình khổ thì mình khổ, nhưng lúc nào khổ rồi thì mình cười, mình cứ cười đi. Tại vì trong cõi đời này á, nếu không có cái khổ thì Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói sai. Vì Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói khổ không thế nào nói hết. Có những người khổ vì tiền. Tại vì mình thiếu tiền mình khổ. Ít ai mà nói là thông suốt được chỗ này. Thì cũng có người nhưng mà ít. Thì chúng ta khổ vì tiền, việc này không ai cười quý vị. Vì đa phần người ta đều khổ vì tiền. Bởi vì khổ vì tiền thì không ai chấp quý vị đâu. Hiểu không? Không ai đi cười chê quý vị làm gì. Nhưng mà cái người tu mà khổ vì tiền thì người ta cười chê. Vì người ta nghĩ mình là người tu, tu như những đức á, khổ vì tiền thì người ta cười chê. Còn quý vị là cư sĩ bị khổ vì tiền, không ai cười chê quý vị đâu. Thật sự luôn á. Nghe chưa? Nên mình là cư sĩ, mình khôn chỗ này nè, để người ta không áp đặt mình. Mình là cư sĩ, mình tu, mình đừng có nói với người ta là tôi buông xả. Vì người ta sẽ áp đặt mình, lúc đó mình cự lại với người ta trách mình, mày buông xả mà. Nên mình là người cư sĩ ngoài đời, mình tu, mình buông xả từ tâm, mình làm việc tự mình biết. Còn đối với con người thế gian, nó phải có cái pháp thế gian để trị. Họ đâu có buông xả thì chúng ta thì cũng là sống làm sao cảm thấy phù hợp. Để nó không có nói mình ba trợn, nó nói mình ngu. Nhưng mà mình gặp cái người hiểu biết thì lúc đó mình sẽ dùng cái văn tự của Phật Pháp buông xả chúng ta đến với họ. Chị đúng bệnh quý vị. Nghe chưa? Chứ thôi cả anh em người thân mình nó cũng áp đặt mình.
Mày bu xả mà, mày bu xả mà, nên tao tao lắng lướt mày, thấy không? Nên từ nơi đó chúng ta đừng có dội vàng nói chữ bu xả, vì mình còn tóc mà, thấy không? Chừng nào mà chọc lóc đi rồi tính. Có cái bà kia nói tại sao thầy tu thầy cạo đầu rồi, thầy đã không còn tóc tai gì nữa mà tại sao thầy lại còn nhiều cái dính mắt? Thì ông thầy ông vạch cái chân lên, ông nói tôi hỏi bà còn không. Bà cái đó thôi chịu thua thầy luôn. Đâu bà vạch chân bà lên coi, chân bà nó có lông bằng chân tôi không? Thì tôi làm sao mà buông xả nhiều được, tại vì tôi vẫn còn mà. Đó, thấy chưa, trả lại liền quát. Còn mình buông được bao nhiêu là từ tâm mình làm, thấy không? Đó, thì vị thấy rằng á, nếu như mà con người mình mà sống vậy, vị thấy nó tự tại quá. Còn nếu không, bản thân quý vị nói mình buông xả dữ lắm. Bây giờ người ta nói mà mình là người là tham lam này kia, mình tức lắm quý vị. Nó, nếu gặp cái người mà ta nói mình tham lam, quý vị phải trả lời lại là à, đúng rồi, ai mà không tham đó, ai mà không tham. Nó, sao hỏi, ủa sao mà đi chùa hoài mà sao tham? Thì lúc đi chùa không tham, về nhà tôi tham. Vô chùa thì tôi không tham, vô chùa có gì đâu tham. Mà tôi nói cho ông biết, tôi đi vô chùa tôi cũng tham. Tôi tham cái gì? Tôi tham phước đức, được không? Tôi tham phước đức. Còn tôi đi về nhà là nhà tôi có của cải, tôi tham của cải, được không? Trả lại cho họ liền, để người ta không áp đặt mình được quý vị. Để chúng ta mình học Phật bị người ta áp đặt mình. Ta nói mình học Phật mình ngu quá, bị người ta áp đặt, hiểu chưa? Nên có những người ngoài đời mình phải áp dụng nó phù hợp, thấy không? Nếu như mà bây giờ mà quý vị mà thật sự mà nói, quý vị mà bây giờ chịu thiệt hoàn toàn hết, quý vị không bị một cái gì chứ, thì quý vị cứ làm. Sợ quý vị ấm ức, tức cái lương tâm mình chịu không nổi, tức tàu ôi, nó một lần, hai lần, ba lần, bốn lần nó cứ áp đặt tôi tức quá. Nó không chịu cỡ ra, không chịu cỡ mở ra. Mà nó cứ là gì? Thôi kệ, mình là tu mà, nghe thầy nói buông xả, buông xả. Mình tu mà buông xả, buông xả. Mình tu mà buông xả, buông xả, xả. Đùng, nổ cái đùng. Nên cái cách nhận đức hướng dẫn quý vị là cái cách nó không có tác dụng phụ. Phật Bồ Tát tự biết quý vị, hiểu không? Còn cái việc nhà đức làm trong chùa nó cũng là phương tiện đó quý vị, hiểu không? Nó, quý vị coi một chương trình khiếm thị nhà đức tổ chức đông vậy, nó đánh vào lương tâm của người khác nên người khác mới bung, hiểu không? Công nhận không? Đánh rất là khéo, cực kỳ khéo léo. Bệnh đau mà cũng biết đánh lương tâm người khác, quý vị thấy kinh khủng không? Mà đánh thiệt nha quý vị, đánh thật sự thiệt luôn, chứ không phải là giả dạng gì hết luôn. Nó, người ta có nhiều người, người ta bày bao nhiêu cách để trao chuốt, để nổi bật, mà người ta lại là giả. Người ta không phải như vậy, còn tôi là thật sự như vậy, và tôi đánh đúng lương tâm người khác luôn. Thành công những đức nó lớn là do những đức đánh đúng lương tâm người khác quý vị. Bao nhiêu con người đặt câu hỏi những đức, tôi không biết tại sao thầy có thể làm một số việc như vậy, và tại sao mà thầy có tiền thì làm hoài. Xong những đức nói đi hỏi Phật A Di Đà ông chỉ cho. Sao hỏi ngược lại những đức nữa, ủa Phật A Di Đà đâu mà để hỏi? Những đức nói Phật A Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ.
về vạch kinh Vô Lượng Thọ mà đọc tụng đi, mình sẽ biết Phật A Di Đà làm cái gì ở trong đó, hiểu không? Tôi đọc kinh Vô Lượng Thọ mà tôi biết được cái việc làm Phật A Di Đà làm, rồi tôi làm theo Phật A Di Đà mà tôi thành công vậy đó. Quý vị thấy đúng nơi đúng chỗ. Nhiều người bên cạnh những đức mà có khi những đức làm mà họ còn bắt chợt phải suy nghĩ, ôi tại sao không vậy, tại sao không vậy, ngộ y ta tự nhiên bệnh đau cái tự nhiên ngã cái đầu ngang chụp kia chụp bôi hình đại đi, rồi tự nhiên nói chuyện vậy, rồi sao tự nhiên chùm khăn diện 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 chi chợ. Nhưng mà không ngờ lại là những cái việc làm của ngày đó, rồi ngày đó qua rồi bữa sau thì khiếm thị thì lại ngồi trước công chúng giảng lại bình thường, đúng quý vị nó. Nên từ nơi đó, ví dụ như lễ viếng Quan Âm 3000 lại bật máy lên lại đi, tại sao lê lết la hét làm chi, nếu bật máy lên thì đâu có cái danh từ ông thầy 3000 lại, đúng quý vị. Đời người thì ai cũng bỏ cái chân, cái mạng còn bỏ nữa cái chân. Nên chúng ta ký gỡ cái đầu gói 3000 lại để lưu danh hậu thế xứng đáng, đúng không? Nên con người sống trong cuộc đời này hơn nhau chỉ có cái là cuộc chơi nào phù hợp thì phải chơi cho tới. Còn cuộc chơi nào không phù hợp thì rút binh về nhà ngủ. Hiểu không? Chơi chỉ mất thời gian. Nè. Chơi với một người bạn nếu cảm thấy phù hợp tuyệt vời thì dù cỡ nào cũng chơi cho tới. Còn chơi với một người mà đã thấy nó không có gì đặc biệt thì càng gói gọn lại sớm chừng nào càng tốt chừng nay. Nhớ nghe, trong cuộc đời chúng ta không có ai mà nói tôi khôn mà tôi không bao giờ phạm phải sai lầm hết chứ. Ai cũng có cái sai lầm, nhưng càng gọn lại chừng nào càng kéo về vị trí khác phù hợp thì bạn càng là người đặc biệt. Nhớ không? Đó. Nên tôi làm bao nhiêu chương trình, phía sau tôi là một dàn người, là một đội ngũ. Chính tôi rèn luyện ra và trở thành một tư tưởng giống như nhau, cùng tiến cùng lùi, cùng sống cùng chết. Khi ngồi ăn uống tôi với họ giống hệt như nhau. Khi bước vào cái đoạn nói chuyện với nhau thì tôi với họ không có vai trò của thầy trò. Vì trong vai trò của thầy trò, Khổng Lão Phu Tử nói có vai trò của bạn bè. Tôi áp dụng tình bạn đối với họ chứ không có vai trò của thầy. Vai trò của thầy thì tôi sẽ cao hơn họ, vì họ ngồi với tôi họ sẽ có một cái khoảnh khắc gì đó bị ngăn chặn, nên tôi lấy vai trò của bạn để chơi với họ. Họ thích tào lao, nói chuyện tào lao, tôi nói chuyện tào lao còn hơn họ, làm cho họ được thoải mái khi gần gũi với tôi. Tại vì tôi biết họ có nhiều cái tào lao mà bị ấm ức không được nói ra, tôi phải phát triển khả năng tào lao của tôi còn hơn họ, nên họ mới có thể nói được tào lao khi có tôi ngồi đó, và tôi mới biết được người nào tào lao với khả năng nào, hiểu không? Đó. Nếu tôi không phát triển được khả năng tào lao đó, sao tôi biết được chùa bao nhiêu người tào lao? Hiểu không? Nên bao nhiêu cô trong chùa tính nào sao tôi biết, là vì sao? Vì tính như vậy tôi muốn thử thì phải làm sao? Thì tôi phải đi ngang vỗ tay một cái. Thì ra là vậy đó hả? Đúng không? Cái tầm của nó khoảng vậy thôi. Rồi là vậy thì cho loại thuốc vậy. Để rồi từ từ mới điều chỉnh thuốc lại từ từ. Điều chỉnh thuốc lại từ từ. Bạn có khả năng gì thì bạn làm, bạn không có khả năng gì thì thôi bạn niệm A Di Đà Phật.
Hiểu không? Đó, bao nhiêu chục người nam ở trong chùa, nam trẻ không mà ở một nơi không được đi đâu đó. Hồi đó lâu lâu lễ xong đó, còn cho đi tắm biển. Bây giờ cấm vặn luôn. Năm mấy nay đâu có đi đâu đâu, ở chùa không. Mà có thể vui và có thể sáng sủa được là phải sao? Có những lúc ngồi với họ, nói chuyện với họ như tình bạn, đưa lên tư tưởng cho họ. Như nãy Nhân Đức gặp một cái chú qua phòng, giống như Nhân Đức sắp sửa qua đây chia sẻ Phật Pháp, thì mấy chú qua đi chung với Nhân Đức qua đây. Thì Nhân Đức hỏi cái chú, Nhân Đức nói: ông có chữ Nhân Đức không? Nói: mô Phật trời trời. Sao mà dám chữ thầy? Nó chữ đại đi đâu có gì đâu. Hiểu không? Nhân Đức phái vậy đó. Có chữ Nhân Đức không? Không có chữ sau lưng không? Trời trời. Thầy ở đây gần gũi lo cho anh em, nhiệt tình hết mình mà làm sao có gì đâu mà chữ. Này, vậy ông có cái hiềm khích gì Nhân Đức không? Này, mô Phật trời ơi trời, hiềm khích cái gì mà hiềm khích? Ở ngoài con nghe Pháp nhiều người lắm, nghe Hòa Thượng Tịnh Không đồ giảng dữ lắm. Nhưng mà khi con vô đây con sống với thầy, con thấy thầy quá gần gũi. Và tất cả những gì thầy làm là lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không. Ông nói rõ ràng. Nên con rất là quý trọng thầy, con rất cung kính. Và con nghe lời Hòa Thượng Tịnh Không giảng, học người đó phải kính người đó mới học được. Nói câu rõ ràng luôn, là do Nhân Đức nói chuyện vậy đó quý vị. Chứ như mà người ta qua rước một ông thầy qua giảng pháp thì ông thầy đó ông nghiêm vậy lắm, ông đi ông nghiêm lắm. Còn Nhân Đức thì vừa bước vô, Nhân Đức hỏi: ông ở đây ông có chữ Nhân Đức không? Lạ ghê không? Tại sao mà Nhân Đức lại, Nhân Đức vỗ vai, Nhân Đức nói: cố gắng, mình tu hành á, có khi phiền não này kia, mà phiền não mình mới tu. Nó thấy chưa, gặp mà nói chuyện với nó phiền não mới tu, vì phiền não nó là gai. Mà con người mình á, nếu mà thân thể nó đều nõn nà hết á, thì nó dễ quá rồi. Nhưng mà lâu lâu nó nổi lên một mụn, thì chúng ta biết nó là mụn thì mới biết trị liệu cái một mụn. Thì tu hành lâu lâu gai gốc nó nổi là phiền não sân si nó nổi lên, thì mới biết mình tu làm sao. Thấy không? Gần gũi gì là vài câu dạy người ta, mà rất gần gũi, rất đơn giản. Rồi xong Nhân Đức nói: thấy ba của chú, ông già tội nghiệp. Ông già thấy ông tội nghiệp, ông bảy mấy tuổi rồi. Mỗi lần ông vô á, Nhân Đức bận biệu như Nhân Đức cho phép, là mỗi lần ông vô là cứ kêu những quan lấy 1 triệu cho ông về xe. Tại vì á, mình là người miền quê, mình biết làm ra tiền khó lắm, nên muốn lên chùa tu hoặc thăm con. Nhưng mà đi là phải đi dành tiền, rồi mai mốt ổng đi, mỗi lần đi là ổng tốn tiền rồi, ổng đâu có muốn đi nữa. Hãy tạo điều kiện cho ổng đi lên chùa cho nhiều, để ổng thích ở đây, để mai mốt ổng vô đây để mình lo cho ổng tuổi già. Nói rõ ràng luôn đó quý vị. Mình là người sống cực khổ, mình đi lên mình biết hết những sự việc đó. Rồi xong Nhân Đức mới nói: ổng còn hút thuốc, chú đừng có bao giờ đến gần ổng mà cấm ổng hút thuốc. Vì chú cấm ổng hút thuốc thì ổng không có lên chùa. Đó. Bây giờ cha mình già ổng hút bao nhiêu năm nay à? Có lần á, ổng đến đây xong á, ổng tu xong, quý vị biết ổng hút thuốc ổng đi đâu ổng hút không? Ổng đi ra ngoài đường ngồi ổng hút. Cái quan niệm của ổng nghĩ gì nè: ở trong chùa mà hút thuốc thì sợ tội nên ra đường hút, ngoài đường thì mới hút thuốc. Nhưng mà Nhân Đức nói với chú này câu, Nhân Đức nói: mai mốt chú nói với ổng: cha muốn hút thuốc thầy cho cha hút, mà ra sau hè hút. Vì sau hè không ai thấy cha hút, còn ngoài đường thì ta thấy cha bận đồ lam mà hút thuốc, ta nghĩ với ông thầy ở trong chùa hút thuốc tội nặng hơn. Đúng không? Đó, chỉ rõ ràng luôn. Chỉ xong với chú đều chắp tay làm nè. Nói vậy thấy những cái điều hướng dẫn đơn giản không? Cực kỳ đơn giản luôn. Thà người ta được một chút còn hơn người ta không được chút nào.
Quý vị mà hút thuốc mà kêu bị bỏ thuốc đi rồi bị thấy dễ không biết. Bác Hồ ngày xưa xưa mà cái tư tưởng của bác mạnh cỡ nào mà bác bỏ thuốc còn phải theo quy trình. Mà bác Hồ làm cái gì cũng có quy trình của bác. Nên chúng ta mà đọc sách của bác thì chúng ta sẽ thấy đặc sắc. Một hành động của bác làm là một tấm gương để lại để dạy người sao. Bác bỏ thuốc được nhưng phải có thời gian. Khi thời gian mà bỏ được thì hoàn toàn sẽ bỏ được. Nghe không? À, giống như người ta thích đánh banh hay là tập thể dục hay là đánh bóng lỗ hay gì đó, cầu đánh kịch kịch gì nè, à, cầu lông phải không? Người ta đã thích mà kêu người ta bỏ đâu có dễ. Cái gì cũng là cái quân tập, mà một cái quân tập thì phải cho nó ra từ từ, xả nó từ từ thì tự nhiên nó mới bỏ được. Đúng không quý vị? Vậy thì cái quân tập của sân si, tào tào cái quân tập của sân si là nó vô lượng kiếp. Bây giờ quý vị đi trách móc cái người tu tại sao còn sân si. Nó đâu phải là lạc một phát là xong đâu. Đúng không? Nó nên cái pháp tu mà gọi là đốn ngộ thì cái chuyện này ai làm được, quý vị mấy người làm được. Đốn xả đốn ngộ thì làm sao được. Nên đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng tới Lục Tổ Huệ Năng. Nên Lục Tổ Huệ Năng ngày không biết một chữ nào cả, mà ngày vào trong á, chùa ngày tu hành á, chỉ có mấy tháng thôi thì ngày hoàn toàn giác ngộ hết chưa. Đốn củi đồ này kia thôi, nấu cơm đồ này kia thôi mà hoàn toàn là triệt ngộ. Triệt ngộ luôn đó quý vị. Thì quý vị biết rằng đó, là các ngài đã học từ lớp 1 mà các ngài học tới tiến sĩ rồi. Nhưng chỉ có cái là các ngài, cái lúc mà chuẩn bị đi lãnh bằng tiến sĩ, các ngài bị bệnh nên không có đi lãnh bằng tiến sĩ. Bây giờ trở lại đây thì cái sở học người ta đã xong rồi, người ta lỡ đây người ta lãnh bằng tiến sĩ đúng không? Chúng ta không có bì được với người ta. Đó, quý vị, có những người nói thầy Đức có học gì đâu mà nghe học, ai mà biết được. Đâu ai biết được đâu quý vị. Tự nhiên kể câu chuyện đó thì quý vị tự suy nghĩ. Đúng quý vị, người ta không có học gì nhưng người ta cũng bỏ công ra cực khổ không biết bao nhiêu năm tháng hay là bao nhiêu đời kiếp gì người ta đã học rồi sao ai biết. Hiểu không? Bây giờ người ta mới đi đến đây người ta nói thao thao bất tuyệt. Mấy ông cứ đặt cái câu hỏi là tại sao nó không học gì mà nó nói hoài, có ai mà biết. Quý vị, nên từ nơi đó mà nó như Lục Tổ Huệ Năng, quý vị đi chết ngày đi, rồi quý vị đi làm giống ngày, quý vị làm được không biết, không được đâu. Nó tự nhiên là đi vô chùa, thấy không? Ta nghe một bài kệ thôi, nghe một bài kệ thôi tự nhiên ta khai ngộ, rồi ta đi vô chùa, đi vô chùa kêu ra sau bếp đống củi đi, rồi nấu cơm đồ đi, vậy thôi đó mà người ta triệt ngộ. À, triết ngộ luôn ghê không? Còn mình vô bếp nấu cơm đi, vô mà nấu cơm sống chữ sùm luôn đó. Hiểu không? Mình đâu có triết ngộ đâu. Đó, nên khác nhau, mỗi căn tính khác nhau. Nên thí dụ như giờ tự nhiên một con người ngoài đời này kia hư hỏng rồi khổ từ nhỏ rồi, để thấy con đường đi không? Khổ từ nhỏ rồi mẹ mất mẹ sớm rồi nghèo. Rồi đi văn câu, văn lưới, kiếm ăn, đủ chuyện trong cuộc đời. Rồi đi lên thành phố làm, bị chửi mắng mấy năm. Sao cái con đường nó lạ ghê á. Con đường nó làm như là giống như trong đạo đã cho rồi. Bây giờ chỉ có luyện đời để cho mà biết. Hiểu không? Luyện đời cho biết cái khổ của nhân sinh. Hiểu không? Rồi lấy đạo mà áp dụng vào để cho chúng sanh gần gũi dễ tiếp nhận.
Chắc là Phật á cũng nhìn, Phật nói có nhiều người bây giờ cao xa quá người ta gặn được, nên Phật phái tên nấu cơm. Hiểu không? Nó nên ở ngay cái chỗ mà của Bồ Tát Quán Thế Âm á, Bồ Tát Quán Thế Âm á có một chỗ định cư ở, là ở phía sau có một tên giữ cửa. Ai biết được quý vị, tự nhiên ta phái một người đơn giản nhất lù khù đến thì sao? Tại vì sao? Vì mình lù khù, bây giờ lù khù nó gặp lù khù dễ tiếp nhận. Nghe quý vị, rồi lại đẩy ngay cái chỗ gì, phải pháp môn tịnh độ, nghe không? Pháp môn tịnh độ mà lại chuyên tu tịnh độ, mà lại đơn giản, mà trong khi tịnh độ này nó đơn giản, mà đơn giản thì mới tự nhiên tiếp nhận câu Phật hiệu này. Mà có nhiều người là người ta lại nói câu mình nghe cái là mình sanh sao, giảng sanh cực lạc không đơn giản. Người phải đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Nếu nói về thiện căn phước đức nhân duyên vậy thì bao nhiêu là đủ? Nếu mà thiện căn và phước và duyên thì bao nhiêu là đủ? Vậy thì vạn đức hồng danh là câu ai với Đà Phật? Đủ. Thì thấy phù hợp không? Quá phù hợp. Vậy thì cái người mà niệm Phật là cái người thiện căn phước báo nhân duyên đủ. Cái người chịu niệm Phật và tin câu Phật hiệu là đủ thiện căn phước báo nhân duyên để sanh về nước kia. À, nên cái bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà ngài đưa ra là danh hiệu vạn đức hồng danh. Mà người niệm vạn đức hồng danh đã vạn đức hồng danh, vạn đức trong vạn đức đó có vạn phước vạn duyên nằm trong vạn đức. Vạn duyên nè, vạn phước nó không chùm được vạn đức, mà vạn đức nó chùm tất cả duyên phước. Rất là rõ ràng, để nói bị nghe rất rõ ràng đó, nghe nhớ kỹ, nghe rõ ràng hết rồi đó. Mà sau này mà còn bị dao động tâm là gán chịu. À, nói rất là rõ ràng đó. Nên trong cái vạn đức này nè, nó có vô lượng nhân duyên phước đức và năng lực đầy đủ nằm trong vạn đức. À, mà chăng thật tin câu vạn đức hồng danh thì quý vị sẽ làm được tất cả những việc gì mà nhân duyên của quý vị đến với cuộc đời này làm sẽ làm được hết trơn. Sẽ làm được hết. Chỉ cần giữ cái gốc của vạn đức hồng danh, chân thật mà niệm, giữ cái gốc đó cho chắc. À, dù ở nơi nào hay là hoàn cảnh chuyển sang làm sao, cứ giữ cái vạn đức hồng danh mà niệm Phật. Cứ niệm danh hiệu Phật đó đó là thù thắng dữ lắm. Nên cái người mà niệm Phật là cái người chắc chắn vãng sanh. Chỉ có cái người mà không chịu niệm Phật, chỉ cái người không chịu niệm Phật thôi. Nó nên từ nơi đó mà chúng ta mỗi một con người mà khi mà gặp pháp môn tịnh độ này nè quý vị, nếu như mà để người ta phân tách quá nhiều thì quý vị thấy nó khó quá. Và người ta thường là nghĩ rằng là nhiều cái pháp tu khác người ta tu cực quá mà người ta không được bao nhiêu, mà chỉ có một câu Phật hiệu này làm gì mà thù thắng gì. Nên cái pháp môn tịnh độ này mà đủ nhân duyên phước đức chỉ có là tin. Nên cái người mà không tin thì dù bậc đó là bậc nhị thừa cũng là không đủ đức về cực lạc. À, nếu là bậc nhị thừa thì tiếp tục mà tu nữa rồi, thấy không? Nên từ nơi đó thời gian còn dài lắm chứ không dễ đâu. Còn nếu như mà một con người phàm phu mà tin câu Phật hiệu, phàm phu mà tin câu Phật hiệu, nên Ấn Tổ này nói bậc nhị thừa chứng quả A La Hán như thừa tướng. Người mà tin câu Phật hiệu thì giống như hoàng tử. Ấn Tổ này nói rằng người vừa tin bổ nguyện Di Đà, người vừa tin bổ nguyện Di Đà thì vượt qua hàng nhị thừa A La Hán. Ghê không? Tại vì sao? Vì thừa tướng
có danh vọng lớn cỡ nào, nhưng làm sao bằng thái tử. Dù thái tử mới sanh nhưng phải cung kính thái tử vì tương lai làm vua. Không? Nên chúng ta ở cái thờ mạt pháp này mà chúng ta tin Pháp Môn Tịnh Độ, tin cái giáo pháp chân chánh, cái giáo pháp quan trọng mà Đức Phật đến với cái cuộc đời này mà đem cái giáo pháp Tịnh Độ để mà chia sẻ, để cho chúng sanh trong thờ mạt pháp 9.000 năm của chúng ta có cơ hội bước lên cái bến bờ giải thoát, là quý vị biết không đơn giản. Không đơn giản đâu. Mà Đức Phật mà Ngài ở lại để giáo hóa thế gian chúng sanh 49 năm đó đó, là do vì Ngài phải nói Tịnh Độ. Nên Ngài mới nói câu là giả sử Như Lai ưng sức thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Đúng không? Nếu mà Ngài đến đây mà Ngài mà không giảng Tịnh Độ thì Ngài nhập Niết Bàn rồi. Đúng không? Nó, tại vì sao những vị mà bậc A-la-hán kia đa phần là cổ Phật, nó gọi là một Phật xuống thế thì vạn Phật ủng hộ. Vì Phật đến ủng hộ để làm một cái hội chúng lớn lao để cho Đức Phật trong cái thời đó dẫn tăng đoàn 1250 vị đi vòng vòng đi khắc thực cho những ngoại đạo thấy xanh mặt chứ. Chứ nếu mà như mà Đức Phật đi có mình tan hiếp Đức Phật thì sao? Đức Phật này ông giỏi gì, có ai theo ông đâu mà ông giỏi. Nên cổ Phật mới xuống để làm đệ tử bậc A-la-hán, để mà dẫn đi y đông đúc gì, đúng không quý vị? Giảng gì dễ hiểu, ảnh hưởng. Thì lúc đó đó ngoại đạo mới ít gì cũng phải nể sợ Đức Phật, vì bậc này là trí tuệ thứ thiệt, nên mới thu phục tôn giả Mục Kiền Liên Xá Lợi Phất là những bậc thầy của thế gian nổi bậc vô cùng. Rồi Ngài Xá Lợi Phất là bậc mà gọi là gia đình giàu sang mà cũng bị thu phục. Rất nhiều đệ tử của Phật toàn là những người giỏi. Thì dẫn một vạn tăng đoàn đó đi như vậy, thì tất cả ngoại đạo thấy xanh mặt xanh mày, ông Cù Đàm này đúng là bậc trí tuệ. Thấy không? Nên cái trí tuệ của Đức Phật đó quý vị à, mình học á, mình được chút là cái gì? Tốt nhất là đi đâu đừng có nên đấu đá văn tự với người ta chi cho nó mệt. Quý vị thấy không? Mình cái câu chuyện mà Đức Phật mà nói mà khi gặp ba thằng tham sân si. Ba thằng tham sân si cũng là một câu chuyện hay ghê. Ba thằng tham sân si thì mỗi thằng dùng môn võ công bay dù 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 trên nước, bay qua sông bay dù dù dù. Đức Phật vừa đến thì ba thằng tham sân si nói: "À, Cù Đàm đến. Nghe nói ổng có trí tuệ, đạo lực đồ dữ dằn. Anh em chúng ta bay dù dù để coi ổng qua con sông thì sao." Thấy không? Xong thì bắt đầu là Đức Phật đến, ba thằng tham sân si hỏi Đức Phật: "Bây giờ anh em tôi luyện công lực, bây giờ bay dù dù dưới sông, bay qua biển đồ ầm ầm, làm núi lở đồ rầm rầm ghê vậy đó. Còn ngài tu thì khả năng ngài có thể bay qua sông được không?" Thì Đức Phật hỏi: "Vậy thì học vậy đó cũng bao lâu mà được cái phép thực này?" Nó là 30 năm. Xong Đức Phật hãy dùng trí tuệ, Đức Phật kêu ông lấy đò. "Nè, tôi cho ông ba cắt đưa tôi qua sông." Đức Phật nói: "30 năm mới bay qua sông, ta chỉ dùng ba cắt rồi đi qua sông rồi, mất thời gian chi, 30 năm lâu dữ hỉ." Trí tuệ không? Đức Phật mới nói lại cho ba thằng tham sân si nghe: "Cái phép thực thần thông của mấy ông nó nằm trong lục đạo luân hồi, nó không phải là cái trí tuệ giải thoát. Nếu muốn đạt đến cái cảnh giới giải thoát sanh tử khổ đau thì mấy ông phải tu tập nhìn thấu buông xuống nó mới đi đến giải thoát. Năng lực thần thông đó nó nằm trong lục đạo, không có giải thoát đâu. Thấy không? Ta đã từng gặp những vị thầy dạy tu thiền đạt đến những cái tầng trời cao nhất, ta còn chưa thoát được lục đạo luân hồi. Nên cái trí tuệ của Phật là một cái điều đơn giản để áp dụng vào con người. Áp dụng, xác thực vào con người. Thấy không quý vị?
Quý vị nghe cái bài chia sẻ Phật pháp này nó có nhiều cái lắm á. Nó không nhớ được nhiều nhớ gọi chơi cho vui. Thế quý vị nghe rất là nhiều nhưng nhớ không được bao nhiêu đâu. Nhưng mà phải nghe. Phải nghe thấy vui quý vị, mà nghe nó lội thoải mái cái tâm. Chỉ có vậy thôi chứ quý vị thì không nhớ được bao nhiêu đâu. Kệ, không cần phải nhớ. Chỉ cần nó bị vui trong cái bài giảng này được rồi. Càng muốn nhớ thì nó không nhớ, cứ để đại đi. Tự nó sẽ nhớ cái nào cần phải nhớ à. Thấy không? Vậy nó thoải mái nhất đó quý vị. Nên trong tất cả cái tiêu khiển thời gian thì Phật pháp tiêu khiển thời gian là đẹp nhất. Phật pháp tiêu khiển thời gian là đẹp nhất. Nhớ không? Chứ nếu như sớm tới giờ mà ngồi trong vũ trường quán bar rầm rầm sức mồ hôi, cuối cùng lại tâm trạng bao nhiêu cái loạn tưởng, nghe không? Nhưng mà nãy giờ ít gì cũng bao nhiêu câu chuyện. Mà bao nhiêu câu chuyện nó đánh ở đâu quý vị biết không? Nó đánh vào cái tâm quý vị. Cái tâm quý vị nó dạt vào vào cái tánh thức của quý vị. Tâm chúng ta nó bị ngủ quý vị. Nó ngủ mê. Nên nó dạt vào tâm và nó đánh vào tánh thức để nó thức tỉnh mình. Thức tỉnh được tự tánh của mình hiển lộ. Nên cái việc nghe pháp là cái quan trọng. Nhưng mà làm sao nghe mà mở mắt được là ngon lắm. Quý vị biết á, năm xưa khi Đức Phật còn tại thế giảng pháp không có một người nào ngủ hết. 100%. Quý vị hỏi, ủa sao thầy biết mà Phật giảng pháp không có một người nào ngủ? Thầy biết gì sao không? Khi trong hội chúng chỉ cần có một người nào ngủ thì cái lời pháp của Phật tức khắc cảnh tỉnh họ liền. Thì mới nói diệu pháp âm. Diệu pháp âm đã là diệu, cái tâm nghe đã là cảm mến. Âm vang của Phật đánh tan hôn trầm. Thấy không? Đó. Còn mình bây giờ thuyết pháp rầm rầm, không ngủ khò khò. Đức Phật thì diệu pháp âm, còn mình là diệu pháp âm. Hiểu không? Nó nên đó. Không, những đức chia sẻ Phật pháp là cũng ít người ngủ lắm là cũng được đó. Ít lắm. Tỉnh veo à. Thấy chưa? Đó, nên quý vị biết rằng Đức Phật còn tại thế thuyết pháp không ai ngủ hết. Đang ngồi trong cái giáo pháp Đức Phật mà không có cái chuyện ngủ đó đâu. Tại vì một lời thuyết pháp của Đức Phật, Đức Phật mà thiết lên đó, muôn loài đều được lợi ích, làm sao mà ngủ. Tỉnh hết trơn. Mình sanh trong thời Đức Phật còn tại thế, khi mình ngồi nghe Phật thuyết pháp, quan gia trái chủ mình cũng được độ nữa, ai lấy đâu ngủ. Mình mà ngủ là do cái nhãn căn mình á, là nó bị chướng á. Mà chướng là có nghiệp chướng. Còn Đức Phật thiết luôn cái nhãn căn quý vị thông luôn. Thì còn chướng nó đâu ngủ. Đúng không? Đó. Nên mỗi một người mình quý vị ơi, chúng ta ngồi gì á, mà nó chia sẻ gì á, cũng thấy hạnh phúc luôn. Thấy không? Đặc biệt nhất á, học với một người đơn giản và hãy cho nhau là người đơn giản. Đừng có trong tâm cho nhau là cái gì không đơn giản. Thấy không? Tại vì người ta bệnh, người ta ho hen, nó là người đơn giản. Thấy không? Nó không có cái gì mà không đơn giản. Hãy cho nhau là người đơn giản để sau này chúng ta không có cái gì mà chúng ta thất vọng. Đúng không? Có khi mình cho cái gì đó nó phi thường quá rồi mình đi vào con đường thất vọng, khổ, gán chịu. Hiểu không?
Nên cái duyên đến với cuộc đời, đến là đi. Rồi nghiệp duyên thì mỗi người, mỗi cái nghiệp khác nhau. Dù Phật Bồ Tát đến với cuộc đời cũng phải chịu sự khổ đau, y gan chúng sanh thôi. Nhưng chúng ta làm sao đừng có mê trong nhân quả. Vậy thì được thôi. Nên cố gắng làm cho nhiều việc với cái cuộc đời này, để chúng ta trẻ trẻ chúng ta đi cho nó ngon lành hơn. Nhân đức thì chắc chắn là không bao giờ sống như hòa thượng đâu. Không có sống tới tuổi như hòa thượng đâu. Có khi còn đi trước hòa thượng. Nên mình làm nhiều chuyện quý vị, mình làm cho thiệt nhiều chuyện. Chuyện gì mình cũng làm hết đi. Chuyện gì mình cũng làm rồi mình ở ở đây làm gì? Tại chuyện gì mình cũng làm xong hết trơn rồi mình ở lại thừa quá. Để cho người ta tiếp tục người ta làm. Nó nhớ kỹ. Thấy không? Quý vị nhớ Đức Phật A Di Đà, Ngài nhìn rõ ràng hết chứ. Ngài nhìn rõ ràng là thí dụ như cái người đó làm việc đó, thấy không? Và quý vị cái tâm chân thành là Đức Phật A Di Đà Ngài phái người xuống rồi. Rồi người đó được đẻ ra rồi. Rồi người đó sẽ sắp sửa lớn rồi, sắp sửa đi tu rồi. Thì cái người nào làm việc đủ rồi thì đi, người kia đến. Phật A Di Đà không có đơn giản đâu quý vị ơi. Tính kỹ lắm, thấy không? Nội mà cái nhân địa của Ngài thôi là dữ dằn cỡ nào, đúng không? Thì Ngài tính cho quý vị hết. Chỉ sợ quý vị thiếu cái tâm cung kính biết ơn và thiếu tâm quyết thôi, thì tự nhiên nó cục đuôi. Cục đuôi là nó không có ai đến nữa. Chứ nếu như quý vị cái tâm cung kính chân thật thì người này đi, người kia đến, xuất hiện liền, chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe quý vị. Thấy không? Nên cái nơi nào mà không có người giáo hóa chân thật nhiệt tình đó, cái nơi đó cố gắng mà niệm Phật, cố gắng mà tu cho tốt, thì tự nhiên cái nơi đó sẽ có người ta đến. Ta đến người ta đổ chứ. Phật Bồ Tát nào mà bỏ chúng sanh chợ. Chỉ cần mà mình mà có tâm quyết nhiệt tình, mình là người Phật tử muốn tu hành, là tự nhiên cái địa phương đó sẽ có người xuất hiện. Thấy không? Mà ngộ lắm. Cái người người ta mà đến rồi là tự nhiên người ta làm việc được rồi. Tại vì sao? Đâu phải là phan viên. Người ta là được phái đến thì người ta phải làm việc được chứ. Chứ đâu có đơn giản đâu quý vị. Nên bản thân của mọi người chúng ta phải cố gắng lo niệm Phật. Cái niệm Phật là cái pháp thù thắng, quý vị mới nhớ. Nên nhất là cái phương pháp tu mà nhà Đức chỉ bị tại gia đó nghe. Phương pháp tu này là sau này phải truyền bá dài rộng ra để cho người ta được nhờ. Tại vì tại gia được tu, hiểu không? Dù như chùa chiền mình đến có nhiều ngôi chùa, bản thân chúng ta vô chúng ta tu không được. Nhưng mà phương pháp này quý vị đã tu được rồi. Nó, mà cái thời khóa này những đức cũng phải những đức chế biến gì ra, không có gì của những đức hết. Học, học nhưng mà do mình tu chung, nên mình cắt gọt, mình rút ngắn thời gian làm sao để biết được cái căn tính người ta là cái phương pháp gì tu được. Mà tại sao những đức lại áp dụng tại chùa mình tu như vậy? Vì tại chùa tu như vậy, quý vị về nhà mới tu như vậy. Hiểu không? Mà khi quý vị ở nhà đã tu được như vậy thì quý vị lợi chùa mà tu như vậy thì cái công lực tu quý vị dữ lắm, đúng không? Đó, nên đây là cái cách những đức chỉ quý thầy trong chùa mình nè. Sau này nhớ kỹ là cái phương pháp tu mà tại chùa tu như vậy, mà chỉ người ta tại nhà tu như vậy để làm chi? Là để Phật tử mới về chùa. Phật tử mới về chùa. Vì người ta tại nhà tu được như vậy mà về chùa người ta sẽ thèm tu dữ lắm. Nên người ta mới về chùa người ta tu. Còn nếu về chùa mà tu 2-3 tiếng dài quá, người ta nói ồ về chùa ngán quá trời ngán, tu gì đâu mà tu lâu quá trời lâu, ngán quá, còn ngán ở nhà. Vậy người ta đâu có đi đến chùa, đúng không quý vị? Đó là cách tôi làm, tôi nói rõ ràng cho nghe đó, thấy không? Tùy mấy ông này sau này không có làm hay không làm chuyện của mấy ông, thấy không? Nó nên cuộc đời con người đi đến với cõi đời này quý vị ơi, chúng ta mỗi người nên tranh thủ đi về cực lạc. Tranh thủ về cực lạc, càng sớm càng tốt. Về cực lạc chiến mình coi coi. Mà có khi mình về lại cực lạc mình mới biết, mình về cực lạc mình biết mình là người ở cực lạc. Không phải giỡn nha quý vị.
Mình ở đây mình không biết mình ở từ đâu đến, nhưng mà mình về Cực Lạc biết đâu mình biết mình ủa thì ra là mình ở Cực Lạc trời. Hiểu không? Khi mình về Cực Lạc mình mới biết là vậy mà đó giờ cầu nguyện sanh Cực Lạc đồ quá trời, mà không ngờ mình là người Cực Lạc xuống đây trời. Ai biết quý vị ngồi ở đây nhiều người quý vị là người Cực Lạc xuống không? Hiểu không? Nó ai biết mình chúng ta là chúng sanh ở Cực Lạc xuống đây làm sao? Nó nên tự nó tại sao mà mình thích niệm A Di Đà Phật chứ gì? Chứ mình có thấy Phật A Di Đà gì đâu mà sao mình cứ niệm mình niệm trời niệm. Rồi tự nhiên sao mình lại Quan Âm, mình lại muốn le lử, mình lại dữ gì? Chắc là giữa mình với Bồ Tát Quán Thế Âm cũng là có cái nguyện gì rồi cũng gặp nhau nói chuyện thì sao? Bây giờ mình đi xuống đây, bây giờ mình phải lại Quan Âm để mình lấy cái nguyện của Ngài để độ sanh, để chỉ người ta niệm Di Đà, phải không? Đúng không quý vị? Ai biết được? Đó. Nên mỗi người mình, quý vị cố gắng cái gì, cố gắng nhanh lẹ đi, để về Cực Lạc đi. Vì chở lại mấy hồi, tao lo gì. Nghe không? Nó. Nhà Đức từng nói câu á, mặt trời mọc hướng đông trở về Tây, rồi ngày mai lại mọc về hướng đông thôi. Không? Đó. Nên mỗi người phải tinh tấn niệm Phật. Nhớ trong cái thời mạt pháp này mà bỏ niệm Phật là kể như quý vị te tua tả tơ thì khổ. Không có điểm nào mà dựa đặc biệt bằng bổ nguyện Di Đà đâu. Nó bây giờ tất cả những người tạo nghiệp nặng nề cỡ nào đi chăng nữa, là lấy chồng lấy vợ gì của ai, khổ đau gì chăng nữa, nhưng mà nếu chịu niệm Phật nghe, chịu niệm Phật là được giải thoát á. Phật rước có chứ không giỡn đâu. Người ta bị thất bại ngay cái chỗ này mà người ta không niệm Phật. Thất bại ngay chỗ nào? Thất bại ngay cái chỗ tôi như gì làm sao Phật rước tôi. Bạn sai rồi. Bạn như gì người ta chê trách bạn là do phàm phu chê trách bạn. Còn Phật Bồ Tát thì thấy bạn sai như vậy mà bạn quay đầu bạn niệm Phật, Phật Bồ Tát càng từ bi. Đúng không quý vị? Như Đức nói, ở trong nhà cái đứa con ngoan ngoãn biết nghe lời, tự nhiên mình ít lo hơn đứa con mà nó hư hỏng. Đứa con mà nó hư hỏng mà một ngày nào nó quay đầu, mình dùng mọi cách để mình tạo điều kiện cho nó. Tạo điều kiện cho nó. Nên Phật A Di Đà ngày từ bi còn gấp trăm lần, ngàn lần cha mẹ mình. Bây giờ mà mình hư hỏng cái nào hư hỏng cho mình, quay đầu mình niệm Ngài mà mình tin Ngài rước thì Ngài nói rằng nó hư gì. Nhưng bây giờ nó quay đầu nó niệm danh hiệu của mình, nó tin vào cái sự cứu độ của mình, bỏ nó không có đành. Thấy không? Nên vì sao mà mười phương chư Phật dùng tướng lưỡi rộng dài để tán thán A Di Đà Phật? Vì cái việc làm của A Di Đà Phật á, mười phương chư Phật phải tán thán hết. Không phải là mười phương chư Phật mới làm được, nhưng mà Ngài làm quá viên mãn rồi, nên thôi mười phương chư Phật tán thán đi, để cho cái quốc độ của các Ngài niệm danh hiệu A Di Đà Phật đi về đó. Nên chư Phật mười phương mà cứ đến với A Di Đà Phật là tán thán, cứ đến ngồi chơi uống nước trà đồ chơi là tán thán hết lời, chứ không phải giỡn đâu. Nó, rồi các Ngài có khi ngồi nói chuyện với nhau nói rằng một số đệ tử của tôi mà nó tu danh hiệu của Ngài mà về đây nãy đi ngang gặp. Giỡn đâu kìa quý vị. Đó. Rồi xong Đức Phật A Di Đà hỏi là vậy các Ngài đệ tử của các Ngài mà về cái quốc độ của tôi các Ngài có buồn không? Thì các vị Phật kia nói sao mà buồn được, cái quốc độ của Ngài quá tốt, quá đặc biệt, sao mà buồn được, hiểu không? Nên những Phật tử của các chùa, nếu người ta đi đến chùa mình mà người ta tu người ta không an lạc, hãy để cho người ta tìm điểm nào người ta an lạc mà người ta đến mừng giùm người ta. Như ngày xưa những Đức gặp với vị thầy chủ trì tu mật tông, thầy thích những Đức, thầy quý, thì kêu những Đức vô chùa tu đi. Sau này những Đức gặp với môn Tịnh Độ, những Đức nói con đi niệm Phật, thì Ngài nói rằng tốt con, niệm Phật con đi đi. Hiểu không? Đó. Cái đó mới đúng nha quý vị.
Chứ đừng có đi cản trở. Tại vì sao? Vì người ta có thể an lạc tốt hơn khi đến chỗ của mình, thì mừng giùm cho người ta. Đúng quý vị? Đó. Nó nên quý vị thấy không, Ai với Đạo Phật cùng với các vị Phật ngồi nói chuyện với nhau, mà nói là cái quốc độ của tôi, đệ tử tôi mà về cái quốc độ của Ngài tu tập với cái duyên của Ngài đưa ra, mà bây giờ đi về đây mà những vị đó là toàn là những vị mà bậc đại sĩ đó, nghe không? Mà thầy là Phật, còn những vị là đại sĩ đó nghe. Đó. Nên như cỡ Bồ Tát Quán Thế Âm đồ không á. Vậy đó mà về bên cạnh của Đức Phật A Di Đà. Mà những bậc giỏi á, những người làm việc ngon lành ở quốc độ đó không, vậy mà cũng về bên cạnh Phật A Di Đà. Nên Phật A Di Đà Ngài hỏi rằng: "Gì thì các ngài có buồn không?" "Không, không có buồn." Tại vì vừa về cái quốc độ của ngài thì tức khắc thành Phật. Nghe không? Ở cái quốc độ của tôi, ở cái quốc độ của tôi thì sao? Chư Phật đó nói không phải mình nói. Ở quốc độ của tôi thì sao? Từ Bồ Tát mà tu lên thành Phật thời gian còn dài. Nhưng mà từ Bồ Tát mà về cái quốc độ của A Di Đà Phật là tức khắc thành Phật. Mà quý vị biết rằng các ngài mà muốn thành Phật vậy là vì sao không? Vì thành Phật mới độ tặng chúng sanh. Mà cái câu độ tặng chúng sanh của cái làm Phật á, là quý vị biết ý nghĩa là sao không? Độ tặng chúng sanh là ý là khi đã thành Phật thì cái tâm thức của mình hoàn toàn nhìn chúng sanh là Phật hết. Tại vì nhìn là Phật hết mới độ tặng chúng sanh. Còn nếu là Bồ Tát thì nhìn chúng sanh còn là Bồ Tát. Nếu bậc A-la-hán thì nhìn chúng sanh là bậc A-la-hán. Còn mình là phàm phu nên mình nhìn người ta là phàm phu không đó, thấy chưa? Đó, quý vị thấy, bởi vì mình không có trách được mình là vì mình là phàm phu. Ai mượn cho tôi là phàm phu thì cho tôi là phàm phu thì tôi nhìn người ta là phàm phu. Chứ nếu như bây giờ mà giờ mình là phàm phu gì mà mình nói nhìn người ta như Phật, người ta chịu đâu có nổi. Nói mà cái chuyện mà rửa chân cho người ta thôi người ta đã chịu không nổi rồi mà. Nhiều người làm cha làm mẹ mà ngồi cho con nó rửa chân bất đắc dĩ lắm, ngồi rửa một lần thôi, chứ ngày nào cũng lôi ra rửa, trời ơi chịu không nổi với nó. Nó làm cái điều này mình chịu không nổi. Vì sao? Mình là phàm phu, mình chưa đạt tới cái tâm đó. Mà bây giờ mà cái công hạnh mình cũng không đủ mà nó làm điều này với mình, mình chịu không nổi. Trong khi mình còn khỏe quý vị. Hãy nhớ đó. Nó nên độ tặng chúng sanh là làm Phật, gì đã là Phật thì mới nhìn chúng sanh là Phật. Nên độ tặng chúng sanh là như vậy. Nên chứ Đức Thích Ca Mâu Ni ngày đến thế gian, ngày độ một số người cặn độ và một số người kết duyên, ngày kết duyên, chứ đâu có độ hết tất cả chúng sanh của cõi ta bà đâu. Nhưng mà vì sao nó làm Phật độ tặng chúng sanh? Là vì nhìn chúng sanh là Phật. Nghe không? Tâm chúng ta hoàn toàn bình lặng hết trơn. Vì tương lai họ làm Phật. Bây giờ có khổ te tu đi chăng nữa, nhưng mà mai mốt nó làm Phật rồi. Nhìn rõ ràng thấy là Phật mà. Đó, nên từ nơi đó mà chúng ta phải về cực lạc. Vì cực lạc là điểm làm Phật đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Nghe không? Thôi đọc 12 lời đại nguyện cái nghĩ nghe. Hôm nay giảng cũng thấy tỉ tê nhẹ nhàng mà thấy nó thoải mái đó quý vị. Thấy có buồn không quý vị? Giảng vậy mà buồn cái gì không biết. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài
cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hóa sanh, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Chúng ta nên phát nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. Ai vừa đầu vào. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.